khi mà chương trình phát sóng thì có rất là nhiều sự thay đổi ở Châu luôn. Thứ nhất là bạn bè bình thường thì chẳng ai thèm quan tâm đến một đứa khùng khùng đi đi như mình đâu. Tự nhiên chỉ sau một đêm thôi là bao nhiêu bạn bè hồi xưa rồi đến những người thân ở xa, và thậm chí là những bạn học sinh cấp 1, cấp 2 thậm chí chưa bao giờ cho gặp mặt luôn, mấy bạn inbox rồi kết bạn với Châu. Từ đấy mà lượt follow của Châu tăng hoặc kinh khủng. Và cái thứ hai nữa là có rất là nhiều bộ xô những anh chị thâm niên trong nghề, họ inbox và mời Châu đi hát cùng họ. Đó là một điều mà tự nhiên mình cảm thấy mình được quan trọng vậy thôi. Sắp tới thì chắc chắn Châu sẽ tham gia một số game show và những cuộc thi. Nói chung là cũng về âm nhạc thôi, những cuộc thi hát. Nhưng mà chương trình gì thì từ từ rồi mọi người sẽ biết, chứ giờ Châu không thể tiết lộ được.